Thưa quý vị, mẹ là tên gọi thân thương nhất mà con người dùng để gọi bậc sinh thành, và chúng ta cũng dành sự ưu ái nhất định khi mà gọi hành tinh xanh này là mẹ trái đất. Nhưng liệu con người đã sống đúng và có trách nhiệm với môi trường chưa, khi mà cuộc sống đang ngày càng phát triển, đời sống của con người đang ngày càng được nâng cao thì lại càng kéo theo những căn bệnh hiện đại khiến cha mẹ thiên nhiên đang phải gồng gánh những hậu quả do con người gây ra. Và trong chuyên mục cuốn sách tôi chọn ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những dòng tâm sự với đất mẹ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh qua cuốn sách Tâm tình với đất mẹ, sách do Sài Gòn Books và nhà xuất bản Dân Trí ấn hành, qua những cảm nhận của độc giả Trần Hồng Nhung. Cuốn Tâm tình với đất mẹ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh thì là một cuốn sách chia sẻ những thông điệp rất là sâu sắc về cuộc sống. Thiền sư hướng chúng ta về một cuộc sống đích thực bằng cách là quay trở lại vào bên trong mình, đồng nghĩa với việc là mình quay trở lại với đất mẹ, lắng lại và nhìn sâu vào bên trong thì ta sẽ thấy bản thân ta chính là cái sự biểu hiện xinh đẹp của đất mẹ. Chính vì vậy mà ta có thể học những cái bài học trực tiếp từ đất mẹ và nương tựa vào đất mẹ để có thể có một cái cuộc sống hạnh phúc và vững vàng mà không làm tổn hại đến trái đất. Bên cạnh đấy thì tác giả cũng đưa ra những cái bí quyết trị liệu để giúp chúng ta có thể chữa lành gốc rễ những cái căn bệnh từ thân và tâm, thì bằng cách là sống chánh niệm, quay trở về nương tựa với chính mình, cũng như là hợp nhất ta và đất mẹ là một, chăm sóc đất mẹ. Khi ta được chữa lành thì cũng là cơ hội mà trái đất cũng được chữa lành. Bởi vì vậy mà khi tất cả mọi người đều cảm thấy chữa lành và được an vui thì cũng chính là lúc mà trái đất được chữa lành toàn vẹn. Thông thường thì khi mà người ta đến với lại những cái sách mà về Phật giáo, mọi người thường lo ngại là đấy là những cái bài giảng khô khan hoặc những cái bài giảng mà đậm màu sắc về tôn giáo. Nhưng trong cuốn sách Tâm tình với đất mẹ này, đó là cái sự nồng ghép tinh tế giữa tôn giáo về tư tưởng của Phật giáo, bên cạnh đấy là bao gồm cả khoa học, cả về triết học. Nhưng như chúng ta đã biết thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn giảng giải và viết với phong cách rất là nhẹ nhàng, tinh tế và gần gũi với bạn đọc. Bởi vì vậy mà cuốn sách này có thể tiếp cận được với đa dạng bạn đọc mà không có sự chọn lựa khắt khe. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đưa ra cho ta một cái góc nhìn mới mẻ về cái mối quan hệ giữa con người và trái đất, con người và môi trường sống. Nó thoát ra khỏi cái ý niệm là con người và trái đất là hai cái thực thể tách biệt, độc lập. Nhưng thực ra chúng ta phải nhìn nhận rằng là con người và trái đất là một thực thể không tách rời, thống nhất. Bởi vì vậy mà ta bảo vệ cho bản thân ta, bảo vệ cho trái đất thì cũng là bảo vệ cho bản thân ta và ngược lại. Theo tôi nghĩ thì thông điệp xuyên suốt mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn truyền tải đến tất cả chúng ta là hướng đến một cuộc sống hạnh phúc đích thực, nghĩa là quay vào bên trong và hiểu sâu sắc nội tâm của bản thân mình và sẽ nhận thấy là hạnh phúc của mỗi người nó không đi đâu xa, nó ở ngay bên cạnh mình. Từ đấy thì khi mà ta đã tìm được một hạnh phúc đích thực thì ta không hướng ra bên ngoài nhiều, ta không mưu cầu những cái vật chất ra bên ngoài, thì từ đấy nó cũng là một cái cầu nối để cho ta kết nối bản thân mình với vũ trụ một cách sâu sắc, cũng như là sẽ giảm thiểu sự tác động của con người ra ngoài môi trường. Cuốn sách này cũng như một cái neo đậu để giúp cho chúng ta bình tâm trở lại và giúp chúng ta có thể vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống.